Sau một thời gian ồn ào về việc rất nhiều hộ dân tại các chung cư tại Hà Nội tố cáo phải nộp tiền bôi trơn làm sổ đỏ, hôm nay trong cuộc họp báo của Thành ủy thì Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, sau khi thực hiện điều tra đối với hai dự án là khu nhà ở để bán ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm và khu trung tâm thương mại văn phòng nhà ở cao cấp Hapulico tại quận Thanh Xuân đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy sự việc nêu trên là có thật. Cụ thể, sau khi tiến hành phát phiếu điều tra đối với hai dự án nói trên, lực lượng chức năng phát hiện có sự việc nhân viên của hai dự án này thông báo cho người dân nộp tiền làm nhanh sổ đỏ. Trong đó, đối với dự án khu nhà ở để bán phường Mễ Trì, người dân phải nộp là 8 triệu đồng. Còn tại khu trung tâm thương mại, văn phòng nhà ở cao cấp Hapulico là 5 triệu đồng. Có hiện tượng, việc phản ánh là việc nhân viên của chủ đầu tư là có phổ biến và đề nghị là thu tiền 8 triệu đồng để làm sổ đỏ nhanh. Và đối với dự án ở Hapulico thì có 31 phiếu phản ánh. Chúng tôi nhận lại được 31 phiếu phản ánh trên cơ sở 150 phiếu phát ra. Thì trong 30 phiếu phản ánh thì có 12 phiếu là có nói rõ là cái việc nhân viên của chủ đầu tư là có phổ biến muốn làm sổ nhanh thì nộp tiền và 5 triệu đồng một sổ. Mặc dù những dấu hiệu của việc người dân phải nộp phí bôi trơn sổ đỏ là có thật, tuy nhiên, hầu hết người dân tại các khu chung cư như khu nhà để bán phường Mễ Trì, người dân tại tòa TSQ hay Hapulico khi nộp tiền cho chủ đầu tư lại không đòi hỏi chứng từ hóa đơn, nên khi tố cáo không đủ cơ sở để tiến hành xử phạt. Thành ủy Hà Nội cũng đã bác bỏ nghi vấn cho rằng có đường dây làm sổ đỏ từ cơ sở lên Sở Tài nguyên và Môi trường. Được biết, từ đầu năm 2014 đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành hơn 800 dự án liên quan đến đất đai. Thế nhưng rất ít trong số đó liên quan đến việc cấp sổ đỏ tại các khu chung cư.